Cách trị mồ hôi chân khi mang giày đơn giản và cực kỳ hiệu quả. Năm 13 tuổi tôi phải bỏ môn học vẽ vì chứng bệnh mồ hôi nhiều làm hôi chân, hôi nách. 15 tuổi nhiều đêm tôi phải khóc thầm vì không dám vui chơi cùng với bạn bè và khi tan trường. Là con gái, tôi rất thích những chiếc áo màu sắc rực rỡ, nhưng chưa bao giờ tôi dám mặc chúng. Tôi luôn phải mặc những chiếc áo dày, tối màu để che giấu vết loang của mồ hôi trên nách áo. Tôi phải làm gì để chấm dứt căn bệnh này? Nguyên nhân gây mồ hôi nhiều. Điều tiết quá trình bài tiết mồ hôi là hệ thần kinh thực vật, bao gồm hệ giao cảm và phó giao cảm tạo ra sự cân bằng trong tất cả các hoạt động như nhịp tim, nhịp thở và các tuyến tiết của cơ thể. Khi hệ thần kinh giao cảm bị kích thích quá mức, chúng sẽ làm cho mồ hôi tiết ra liên tục. Theo các chuyên gia thần kinh, mỗi ngày, não sẽ phát đi các tín hiệu đến 3 triệu tuyến tiết trên khắp cơ thể để tạo ra mồ hôi để điều hòa thân nhiệt và loại bỏ chất cặn bã qua con đường này. Tăng tiết mồ hôi là tình trạng dư thừa các tín hiệu thần kinh từ não bộ tới tuyến mồ hôi, làm mồ hôi tiết ra quá mức và trở thành bệnh. Di truyền cũng là một trong những nguyên nhân khiến bạn sẽ có 28% nguy cơ bị mồ hôi nhiều nếu như trong gia đình có anh, chị, em, bố mẹ mắc bệnh. Một số yếu tố nguy cơ làm tăng tiết mồ hôi quá mức, chẳng hạn như hạ đường huyết, bệnh cường giáp, thời kỳ tiền mãn kinh, khi sử dụng một số thuốc điều trị bệnh. Trong những trường hợp này, điều trị tốt các bệnh lý nền sẽ giảm tiết mồ hôi. Cách chữa môi chân bị đổ nhiều mồ hôi khi đi giày. Bạn nghĩ bạn thật sự đã chăm sóc đôi chân và đôi giày của bạn đúng cách chưa? Để đôi chân và đôi giày bạn không phát ra những mùi khó chịu làm bạn e ngại, thiếu tự tin trước đám đông. Chăm sóc đôi chân bằng cách, chân bạn luôn mang giày, nên lúc nào cũng ẩm ướt, đổ mồ hôi vì thế luôn có mùi hôi khó chịu. Vì vậy bạn phải giúp cho đôi chân của mình thoáng khí. Khi bạn cởi bỏ đôi giày ra, bạn nên rửa kỹ chân của bạn bằng xà phòng, để diệt hết các vi khuẩn và diệt luôn mùi hôi lúc bạn mang giày. Bạn nên thường xuyên ngâm chân mình vào một chậu nước trà ấm, nước muối hay nước dưa chuột khoảng 10 hay 20 phút. Để tăng thêm chất dinh dưỡng và kháng thể cho đôi chân của bạn, bạn cũng có thể dùng các chất thoa ngoài bàn chân để giảm sự thoát mồ hôi từ chân, để tạo sự thoáng mát cho đôi chân bạn. Chăm sóc đôi giày bằng cách, bạn nên thường xuyên lau chùi, vệ sinh đôi giày của bạn bằng xà phòng. Giữ cho đôi giày bạn luôn thật sạch bên trong lẫn bên ngoài. Bạn nên xịt thuốc khử mùi hoặc thuốc tẩy rễ dùng cho giày. Bạn không nên lạm dụng những thuốc khử mùi vì có thể làm ảnh hưởng đôi chân bạn. Nếu giày bị ẩm hoặc ướt, tốt nhất bạn nên phơi đôi giày bạn thật khô ráo trước khi mang giày. Ẩm ướt là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển và phát ra mùi hôi. Tác dụng của miếng lót giày với đôi giày và đôi chân của bạn, bạn có thể chọn những lót giả phù hợp cho đôi chân bạn. Vì mỗi lót giày có những đặc tính riêng cho từng loại như lót giày quế, lót giày than hoạt tính. Bạn có thể tham khảo đặc tính lót giày than hoạt tính, nó có nhiều đặc tính giúp bảo vệ đôi chân và đôi giày của bạn. Các mẹo trị mồ hôi chân khi đi giày. Một cách trị mồ hôi chân bằng chanh. Các axit trong chanh không chỉ giúp ngăn ngừa vi khuẩn mà còn giúp làm sạch da hơn, bằng cách loại bỏ bã nhờn, tế bào chết và bụi bẩn. Thực chất đây chính là nguyên nhân gây ra mùi chứ không phải là mồ hôi tiết ra. Cắt một nửa quả chanh rồi trà sát lên bàn chân trong khoảng 10-15 phút, rửa lại với nước mát. Sau đó lau khô. Lặp lại hàng ngày, mỗi ngày khoảng 1-2 lần là được. Ngoài ra, cũng có thể thay thế chanh bằng nước soda. Hai cách trị mồ hôi chân bằng hì rổ rẻn tờ rổ sải. Mặc dù hì rổ rẻn tờ rổ sẽ không giảm bớt mồ hôi tiết ra nhưng nó lại giúp giảm mùi mồ hôi chân do nó có thể tiêu diệt vi khuẩn. Thực hiện bằng cách trộn một muỗng hì rổ rẻn tờ rổ sải với một cốc nước. Sau đó dùng một chiếc khăn mềm, nhúng vào dung dịch này rồi lau khắp bàn chân. Lặp lại mỗi ngày 1 tháng 2 lần, hoặc bất kỳ khi nào bạn cảm thấy ra nhiều mồ hôi chân. Ba cách trị mồ hôi chân bằng muối. Thực tế, chưa có nghiên cứu nào kết luận rằng muối giúp ngăn ngừa và giảm mồ hôi chân. Tuy nhiên, muối có thể làm khô da, từ đó làm giảm độ ẩm, từ đó giảm mùi. Ngoài ra, muối cũng có tính kháng khuẩn tốt, trong khi đó vi khuẩn muối thực sự là nguyên nhân gây ra mùi chứ không phải là mồ hôi tiết ra, vì thế nó sẽ giúp giảm mùi mồ hôi chân. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, bạn hãy ngâm chân với nước muối ấm và loãng trong khoảng 30 phút, sau đó lau khô là được. Tránh mang tất, với ngay sau đó, hãy để bàn chân được thông thoáng. Bốn cách trị mồ hôi chân bằng các loại bột. Các loại bột giúp cho đôi chân được khô, không bị ẩm, từ đó giảm mùi mồ hôi. Đây là một mẹo vặt được sử dụng từ xa xưa, cho đến nay vẫn được nhiều áp dụng. Các loại bột thường được dùng đó là bột bột bắp, bột ngô, 2 bột phấn rôm trẻ em, 3 bột soda. Sử dụng bằng cách rắc một lượng nhỏ lên bàn chân, thoa đều khắp chân, sau đó dùng một chiếc khăn mềm lau nhẹ chúng đi.
Cách này có thể áp dụng bất kỳ thời điểm nào trong ngày, bất kỳ khi nào bạn cảm thấy chân ra nhiều mồ hôi. Ngoài cách trị mồ hôi chân khi mang giày, bạn có thể dùng thuốc đông y gì để chữa trị. Bạn có thể sử dụng một số loại thuốc chuyên trị hôi chân trên thị trường, ví dụ như thuốc trị hôi chân Trần Mười. Đây là loại thuốc với sự kết hợp giữa công thức bí truyền dân gian với các thảo dược thiên nhiên, rất an toàn cho người sử dụng. Thuốc có tác dụng rất tốt trong việc trị hôi chân, da mồ hôi chân. Bạn có thể tìm hiểu thêm và đặt mua tại đây.